vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, tiếp nối với chuỗi chuyên mục bàn về nội dung hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình ngày hôm nay, một lần nữa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp lại giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ để cùng tìm hiểu về việc đầu tư hệ thống thủy lợi ngăn mặn và xây đập dự trữ nước. Mực nước thượng nguồn sông Mekong đang tiếp tục hạ xuống nhanh, được đánh giá là thấp nhất trong vòng 90 năm qua. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang phải chống chọi với hạn hán và xâm nhập mặn, đe dọa nghiêm trọng cây hoa màu và đặc biệt là diện tích trồng lúa. Theo số liệu thống kê, các công trình thủy lợi đang được khai thác gồm 5.656 hồ chứa, 8.512 đập dân, 5.194 trạm bơm điện tưới tiêu các loại, 10.698 các công trình khác và trên 23.000 bờ bao ngăn lũ đầu vụ hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long, cùng với hàng vạn km kênh mương và công trình trên kênh. Tuy các hệ thống thủy lợi đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như đầu tư xây dựng không đồng bộ từ đầu mối đến kênh mương nội đồng, năng lực phục vụ của các hệ thống chỉ đạt bình quân 60% so với năng lực thiết kế, hiệu quả phục vụ chưa cao, chất lượng việc cấp thoát nước chưa chủ động và chưa đáp ứng được so với yêu cầu của sản xuất và đời sống. Thưa giáo sư, rõ ràng là trong thời gian qua thì chúng ta đã áp dụng khá là nhiều các biện pháp để ứng phó với tình trạng xâm mặn. Vậy thì với góc nhìn của giáo sư thì giáo sư đánh giá về những biện pháp này như thế nào ạ? Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã cố gắng hết sức để mà đảm bảo cái an ninh lương thực cho cả nước chúng ta. Cho nên mình đã tốn kém rất nhiều để tạo ra những cái vùng thủy lợi rất là tốt để cho bà con nông dân chúng ta sản xuất từ phía trên nguồn là ở An Giang, Đồng Tháp về tới các cái tỉnh ở dưới này. Nhưng mà cuối cùng lại thì chúng ta lại tiếp tục, ngay khi mà chúng ta đã có dư lúa rồi đó, có dư gạo để người ta xuất khẩu 6-7 triệu tấn một năm đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục muốn mở ra thêm các vùng lúa ở các vùng mặn. Cho nên là những cái công trình mà ngọt hóa bán đảo Cà Mau rất là tốn kém, nhưng mà là cho tới giờ này chúng ta đã thấy rõ ràng là nó không có hiệu quả. Bởi vì là thứ nhất là các cái đê ngăn mặn đây, những cái cống này là điều khiển chưa tốt, mà nông dân thì người ta cũng tự đào động ta bướm mấy cái đập này, tại vì mấy ông phía ngoài đang nuôi tôm rất là tốt, là quá giàu, còn mình ở trong này thì bắt buộc phải trồng lúa, quá nghèo mà. Cho nên cũng ham lắm, cũng muốn trồng cho nên bữa lại. Thì ông này bữa, tới ông kia bữa, ông nọ bữa. Thành ra những cái hệ thống công trình này nó chưa có được kết quả tốt. Trước đây thì giáo sư cũng đã từng chia sẻ rằng là cái tình trạng hạn mặn không chỉ lần này xảy ra riêng tại Việt Nam mà ở một số nước khác trên thế giới, trong khu vực. Vậy thì để ứng phó với tình trạng này thì mình có thể áp dụng được cái cách ứng phó cũng như cái giải pháp của những nước nào trên thế giới đối với đồng bằng sông Cửu Long ạ? Ở các nước trên thế giới mà tôi đã đi rồi đó, nhất là cái nước mà thấp hơn mặt biển như Hà Lan, thì người ta ứng phó với cái nước mặn ở biển thì bằng cách rất là tài tình, người ta phải lấn biển. Nhưng mà khi lấn biển này đó là họ đã tính toán rất rõ ràng ở trên nguồn cái sông Ren nó như thế nào để mà nó cung cấp nước cho cái vùng lấn biển này. Và trên vùng lấn biển thì người ta là người ta trồng những cái cây trồng như cỏ để nuôi bò hoặc là bắp để nuôi bò, thì những cái cây trồng này nó không có tiêu tốn nước nhiều, do đó mà người ta đã phát triển rất là tốt. Hoặc là người ta trồng hoa, chỉ lấy nước mà bơm lên là xịt tưới hoa thôi. Cho nên khi mà họ lấn biển như thế, họ ngăn mặn đó, nhưng mà họ có đầy đủ nước ngọt từ trên cái thượng nguồn, thì rồi họ sử dụng những cây trồng rất là cao cấp mà tốn ít nước thì họ rất là lợi. Cho nên bây giờ thì chúng ta nên học cái kinh nghiệm của nhiều nước, thí dụ như Hà Lan như tôi nói đó, chúng ta sẽ tìm chỉ tạo ra có nguồn nước ngọt, nhưng mà tôi tưới những cái cây trồng nó có giá trị cao, cũng như là nuôi dưỡng những vật nuôi mà nó có giá trị cao. Và việc mà để có thể ứng phó với tình trạng hạn hán trong khu vực á, thì theo giáo sư trong cái công tác thủy lợi thì có cần những cái cơ chế riêng như thế nào ạ? Đầu tiên á, là nó phải bảo đảm cho cái nước cái vùng ngọt tại đó, và đồng thời thì làm thế nào để chúng ta giữ được cái nước ngọt ở trong mùa mưa. Bởi vì trong mùa mưa là chúng ta nước nó ngập hết cả đồng bằng. Chúng ta hiện nay đó thì thủy lợi của mình đã cải tạo cả cái đồng bằng của mình trở thành một cái đồng bằng để mà trồng lúa. Cho nên bây giờ hai cái
trong tới mùa khô đó, trong hai cái hồ lớn để mà chứa nước ngọt để mà tưới để mà cung cấp cho mùa khô đó, thì bây giờ nó không có như ngày xưa. Cái hồ thứ nhất là cái biển hồ trên Campuchia, bây giờ nó cái đáy nó gần đầy rồi, tại vì là người ta phá rừng chung quanh đó để mà đưa tới để mà lấy gỗ, cho nên nó bị xói mòn rồi nước rồi đất cát rồi nó chảy xuống rồi nó lấp cái đáy hồ bây giờ gần đây. Còn bên cái hồ thứ hai rất lớn là Đồng Tháp 10 của mình. Đồng Tháp 10 của mình giờ đâu còn cái hồ nữa, nó chỉ còn mấy cái vũng nhỏ nhỏ là trồng sen, mấy đầm trồng sen chút chút, chứ còn lại tất cả đều là lúa hết. Cho nên bây giờ cái nước ngọt trong mùa khô của chúng ta đó, giờ mình chỉ tùy thuộc vào trong cái dòng chảy ở thượng nguồn nó xuống. Nhưng mà thượng nguồn xuống bây giờ cũng gặp rất nhiều cái ngõ mà nó đi, người ta đã lấy trước khi mình lấy được. Cái gần nhất ở đây là của Thái Lan. Thái Lan bây giờ nó mở rộng cái vùng Đông Bắc của Thái Lan rất là nghèo. Bây giờ nó muốn cho nông dân ở đó họ khá giả lên chút. Ít ra là họ cũng trồng thêm lúa trong mùa nắng. Cho nên họ lấy cái nước của cái dòng sông Cửu Long của mình. Thành ra cái lượng nước mà nó chảy xuống mình giờ cũng rất ít. Do đó bây giờ thủy lợi chúng ta phải làm thế nào để tạo ra những cái khu mà nó có những cái... có thể lấy những con sông mà nó không còn sử dụng được nhiều nữa đó, thì chúng ta có thể biến nó, đắp nó lại để mà nó chứa nước trong mùa lũ đó, nó chứa nước ngọt lại để mà tưới nước trong mùa khô. Những cái nhà vườn của chúng ta cũng thế, cũng có thể là họ, tại vì vườn nào nó cũng có liếp và mương, thành ra họ cũng nên thiết kế nó thành ra một cái vùng mà để giữ nước ngọt riêng cho vườn đó. Mỗi nhà vườn có thể làm như thế thì chúng ta có thể giữ được nước ngọt trong mùa khô. Và bà con nông dân ở các cái vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng vân vân, Trà Vinh thì họ cũng có thể tạo ra những cái đìa để mà họ giữ nước ngọt. Thành ra nó sẽ không có những cái gây gắt như là chúng ta gặp phải hiện nay. Thưa quý vị, vừa rồi là những nhận định của giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân về những điều kiện cần và đủ trong việc đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi. Chuyên mục Đối thoại mỗi ngày xin được khép lại tại đây. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.